cải tầng ô mướp đây. Rau tươi ngon mãi vô bà con ơi. Rau tươi ngon đây. Rau tươi ngon đây mãi vô bà con ơi. Chị bán rau, chị bán rau. Chị mua giúp em đi chị. Bắp cải ngon không chị? Dạ ngon, bắp cải em nè, tươi ngon lắm chị thấy không? Ờ, bao nhiêu tiền một ký vậy chị? 16.000 ký. Bắp có giả có bớt không? Em nói thiệt đó, ở đây á là em không có nói thấp chị đâu. Bây giờ chị mua mấy ký? Nếu mà chị mua nhiều á, chị mua 3 ký đi, em bớt chị 3.000, được không? Thôi, mua chi nhiều dữ vậy, nhà có hai vợ chồng mà, lấy 1 ký thôi. Cân em 1 ký đi, lấy 15.000 được không? 15.000 cân đủ cũng nha. Được 15.000 được rồi. Rồi được rồi, bán cho chị luôn. Cái này là em bán cho chị làm quen đó nha. Rồi. Chị nhớ kêu người ủng hộ em đó nha. Rồi được rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Rau tươi ngon đây. Ai mua rau không? Mãi vô, mãi vô. Ai mua rau không bà con? Ai ghi số không? Rau đây, rau đây. Rau tươi ngon đây. Ai mua ghi số không? Ai ghi số không? Ghi số không chị ơi? Không hả? Ai ghi số không? Đối tượng xuất hiện. Ai với số? Rao đây, rao đây, rao tươi ngon đây. Ai với số? Với số chiều sổ đây. Rao tươi ngon đây. Không có ai đâu. Anh đừng chủ quan. Mình phải quan sát chung quanh. Tôi hiểu rồi, không có vấn đề gì đâu. Đề phòng những hơn. Ok, cô đứng ở đây nghe, tôi vô trong đây. Ok, có gì tôi sẽ đến hỗ trợ cho anh. Nhưng anh nhớ là phải đi sớm nha. Chúng ta mướn chiếc xe này chỉ có 2 tiếng thôi. Có sao đâu, nếu trễ giờ thì trả thêm tiền cho họ. Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó. Ai với số? Tôi hiểu rồi, tôi đi vô trỏng đây. Ừ. Ai với số không? Ai với số không? Rau tươi ngon đây. Ai mua rau không? Còn 5 tờ giấy số chị đi. Ơi, mua rau giùm ai em mua đi số chị. Không? Rau muống tươi ngon này chị ơi. Ai mua rau không? Giấy số đi. Có 79 không em? Còn 5 dạ, tờ, 5 tờ. Ai mua giấy số giùm em đi. 309 nha chị. Anh mua giấy số giùm em đi. Không có 79 mà có 36 à. Rau đây. Mẹ chị coi mua em nha. Chị ơi, mua giấy số giùm em đi chị. Có 79 nha chị. Có 79 hả? Dạ dạ dạ. Để chị coi. Cái con này đi đâu chưa khác bác cho đi ngon cải ngon đây làm gì vậy? Thôi 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 thôi, có chuyện gì từ từ nói chuyện coi sao. Chỗ tao làm ăn mua bán đó nha. Dạ. Cùng đi bán với nhau sao làm vậy được? Mày vậy tao không có cho mày như vậy. Lần này thôi đó. Thôi bà. Thôi nha, mày ly hôn với mày. Dạ cảm ơn anh. Không có gì. Rau tươi ngon đây. Mua vô. Thôi, mua vô. Không sao đâu. Còn bao nhiêu tờ tôi mua luôn cho. Còn lại nhiêu tặng cô đó. Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh.
Bấm mới về luôn nè anh. Bé Hiền. Anh Vinh. Anh Vinh đây. Đừng có sợ. Anh Vinh. Sao anh đi đâu lâu quá? Em nhớ anh lắm á. Bé Hiền đừng có vậy. Anh Vinh cũng nhớ bé Hiền lắm. Cho nên anh Vinh mới về thăm bé Hiền. Số không? Ai với số không? Với số không anh ơi? Cho tôi mượn số giò đi. Dạ. Bắt hắn ta bây giờ luôn hả anh? Hắn ta có mang theo súng nữa. Đối tượng đã vào tầm ngắm. Tất cả chuẩn bị. Đợi lệnh của tôi. Dạ, rõ. Bắt hắn ngay bây giờ luôn hả anh? Chưa cần. Cứ để hắn thăm cô bé đã. Khi nào hắn ra đây, chúng ta sẽ bắt. Ừ. Chồng ngoài ổn chứ? Dạ ổn rồi anh. Hắn không phải đến đây một mình, mà còn có cô ta. Nhưng cô ta đứng ở đầu hẻm. Em phụ trách trong ngoài giùm anh. Phải bắt sống cô ta. Dạ rõ. Không những về thăm bé Hiền, anh Vinh còn mua quà cho bé Hiền nữa. Đây nè. Bé Hiền có thích không? Em cảm ơn anh. Ừ. Cảm ơn anh Vinh thì mặt phải tươi lên chứ. Sao buồn như vậy? Ừ. Để anh Vinh đeo cho bé Hiền nha. Ủa? À chị Vinh. Đó đẹp không? Bé Hiền xinh gái quá chứ. Chị thấy em lạ quá phải không? Em thử cải trang để xem chị với bé Hiền có nhận ra không. À dè đâu, bé Hiền không nhận ra anh Vinh luôn. Em sớm nhận ra anh Vinh rồi đó. Ai biểu anh nó sớm làm gì? Anh không nói là em cũng biết anh Vinh rồi. Bé Hiền xạo. Bé Hiền thì giỏi rồi. Bây giờ anh Vinh về thăm con rồi đó. Con vui chưa? Nè Vinh nè. Dạ. Một lát á, em lại chơi với bé Hiền đi. Chị ra chợ mua một ít đồ ăn, cả nhà mình ăn luôn ha. Dạ đúng rồi đó mẹ. Mẹ nhớ nấu canh chua cá lóc nha mẹ. Biết rồi. Đãi món mà hai anh em cũng thích mà. À, chị Thu à, để bữa khác đi. Tại hôm nay em có chút chuyện, về thăm bé Hiền chút xíu, em phải đi liền. Ủa? Em không chịu đâu, anh mới về thăm em mà. Anh Vinh ở lại với em đi. Vinh, sao... Tôi thật với chị là em đang có chuyện rất là gấp. Tại vì anh Vinh nhớ bé Hiền quá, cho nên đành phải về thăm bé Hiền, rồi em sẽ đi ngay. Thôi, bé Hiền đừng có buồn anh Vinh nghe. Anh Vinh hứa khi nào xong việc sẽ về với bé Hiền liền, nghe. Em không chịu đâu, anh ở lại với em đi. Có người muốn bắt cóc em sợ lắm. Bé Hiền đừng có sợ. Họ bắt lầm thôi mà. Bé Hiền cẩn thận khi đi ra đường nha. Sau này xong việc anh sẽ về với bé Hiền. Nhưng mà em sợ lắm. Anh Hữu bị người ta bắn bị thương. Nếu không có anh Hữu thì em bị người ta bắt cóc rồi. Anh nói rồi, họ bắt lầm thôi. Nhưng lần trước á, họ cũng bắt cóc em nữa. Sao họ không chịu bắt bé Hoa bé Tây? Cứ bắt em hoài à. Bọn họ là bọn xấu. Họ bắt lầm thôi mà. Với lại công an bắt hết tụi nó rồi. Bé Hiền đừng có sợ nữa. Ủa, cổ là người xấu hả anh? Nhưng mà cổ hay tới đây để tìm anh lắm á. Bộ cô ấy là bạn của anh hả? Cổ tới tìm em hai lần. Lần thứ hai là có chuyện đó. Bộ em làm ăn với cổ hả? Không đâu chị. Cái này chỉ là làm ăn với mấy đối thủ cạnh tranh thôi mà. Em biết cô ta mà. Yên tâm đi, đừng lo lắng. Ừ. Em sẽ bắt cô ta giao cho công an. Thôi bé Hiền đừng có sợ nữa. Dạ. Em cẩn thận đó nha. Chị thấy cô đó đó hung dữ lắm á.
Em biết rồi, cảm ơn chị. Ai mua báo không? Chú mua giùm con tờ báo đi chú. Không mua. Vậy chú mua giùm con tờ giấy số đi. Sáng giờ con mắng ế lắm chú. Sao lằng nhằng vậy? Nói là không mua. Ủa, sao chú này con trai mà nhìn giống con gái vậy ta? Ông còn trắng hơn mình nữa. Chắc ông bị bà đều á. Nè. Dạ. Chị chú. Dạ chú mua gì ạ? Không mua gì hết. Dạ cháu bán, chú cháu không có xin. Lấy cho cô. À, lấy cho chú 3 tờ, còn bao nhiêu khỏi thôi. Dạ. 3 tờ của cô. Ờ, à, xin lỗi chú. Cảm ơn chú. Báo đây, báo đây. Ai mua báo không? Giấy số chịu sổ đây. Hình như thằng bé phát hiện ra rồi. Chết cha. Chẳng lẽ tại quá trang của mình tệ vậy sao? Không biết là anh ta trong đó có bị phát hiện như mình không nữa. Đúng là bóng ma, không phải hoàn toàn là một con người xấu. Đúng vậy. Nhất là khi hắn biết chúng ta theo dõi hắn. Vậy mà hắn vẫn còn về đây để thăm em gái, chứng tỏ hắn là một người sống rất tình cảm. Ừ. À, cho tôi 2 tờ đi. Ừ. Cảm ơn anh. À, chị Thu nè. À, em có chuyện riêng muốn nói với chị. Ừ. Bé Hiền, em học bài đi nha. Dạ. Chị Thu à, sắp tới chị phải cẩn thận nha. Em sẽ nhờ người kiếm cho chị và bé Hiền một nơi ở khác. Chị và bé Hiền qua đó ở tạm, để khi nào tình hình ổn định tôi sẽ quay lại. Sao lâu quá vậy? Đã hơn nửa tiếng rồi. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy phù hộ cho anh ấy và cả con nữa nghe mẹ. Bác được không? Em bác cũng tạm tạm. Còn anh bác không? Ê lắm. Sáng giờ đi vòng vòng không ai mua. Thôi anh mua giùm em cò đi, lỡ hơi thì sao? Anh có tiền đâu anh mua. Báo cáo, đối tượng đã đi ra. Tất cả nghe lệnh. Đợi hắn ta ra khỏi đầu hẻm, lập tức bao vây. Rõ. Tôi đã đến. Ừ.
Chị ơi, tính tiền đi. Rồi. Rau tươi ngon đây, ai mua rau không? Bà con ơi, cải xanh, rau muống, cải ngọt, ngon đây. Mua vô, mua vô. Rau tươi, rau xanh đây, rau sạch đây. Đứng lại. Hành Trinh, anh đã bị bắt. Sao không? Emily, cô hãy đầu hàng đi. Cô và bóng ma đã bị bao vây rồi. Chúng tôi không hại cô đâu. Thành Vinh, bạn của cô cũng đã bị bắt rồi. Cô đừng chống cự nữa. Hãy nghe lời tôi, bỏ súng xuống đi. Emily, bỏ súng xuống đi. Bà ơi, hình như trong hẻm nhà mình có quýnh nhau đó bà. Trời, không phải đâu. Công an người ta bắt tội phạm đó. Sao lúc này hẻm mình xảy ra nhiều chuyện quá vậy ta? Mẹ ơi, mẹ mẹ. Gì vậy con? Mẹ ơi, chứ hẻm nhà mình có đánh nhau đó mẹ. Con sợ lắm. Không sao đâu con. Con cứ ở trong nhà, có mẹ đây nè, nghe không? Nha. Con sợ lắm. Hay mẹ kêu anh Vinh quay lại đi. Không thôi anh bị bắn giống anh Hữu á. Chị Thu à, sắp tới chị phải cẩn thận nha. Em sẽ nhờ người kiếm cho chị và bé Hiền một nơi ở khác. Chị và bé Hiền qua đó ở tạm. Để khi nào tình hình ổn định rồi sẽ quay lại. Tại sao chú Vinh lại nói như vậy? Không lẽ là... Cô hãy buông xuống đầu hàng đi. Cô có chống cự cũng không thoát được đâu. Chúng tôi hứa sẽ không làm hại hai người. Emily, cô chạy trước đi. Đừng để ý tới tôi. Cô đừng nghe lời anh ta. Chúng tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho hai người. Nếu như cô chịu hợp tác với chúng tôi, bỏ súng xuống đi. Vinh, đây là hậu quả của anh. Anh ráng mà chịu đó. Tạm biệt. Emily, Emily, bỏ súng xuống đi. Cô không thoát được đâu. Cô đã bị bao vây rồi. Bỏ súng xuống đi. Emily, đứng im. Nếu không tôi bắn đứa bé. Emily, Emily, cứu con. Cô làm gì vậy? Bỏ con tôi ra đi. Emily, bình tĩnh lại. Tất cả bỏ súng xuống. Emily, mày tỉnh lại. Cô đừng làm vậy. Con bé nó không có tội gì hết. Hãy tha cho nó đi. Tôi sẽ đừng làm hại nó mà. Tỉnh tỉnh đi chị. Nghe lời tôi. Emily, bỏ súng xuống đi. Không được.
được khóc, nghe chưa? Em đi. Đừng làm hại con bé. Tất cả bỏ xuống, xuống nhanh lên, nếu không sẽ thấy hậu quả đó. Được rồi, chúng tôi sẽ bỏ xuống xuống, nhưng cô không được hại con bé. Mau lên. Anh em, bỏ xuống xuống. Chúng tôi đã bỏ xuống xuống rồi. Bây giờ cô muốn gì? Cô mới thả con bé. Mạng đổi mạng. Thả Thành Vinh ra, tôi sẽ thả con bé. Không được. Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con. Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Nên nhớ, tôi là một sát thủ đó. Đừng làm hại nó mà, tôi xin cô đó. Cảm ơn. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Đừng làm mẫu nha Ly. Cô bé đó không có tội gì đâu. Quyết định nhanh lên. Mạng đổi mạng. Được. Cô thả con bé ra đi, chúng tôi sẽ thả anh ta. Hả? Mấy người định lừa tôi hả? Thả anh ta ra trước. Cô gái, cô nên nhớ cô đang bị bao vây đó. Không nói nhiều, làm đi. Được, tôi sẽ thả anh ta, rồi cô sẽ thả con bé ra. Được, làm đi. Thả anh ta ra. Thả con bé xuống. Em đi. Lại. Em đi. Lại. Mẹ nè. Lại. Cô về xin chi viện. Bỏ cho anh em giao thông, không tỏ các con đường. Chúng tôi sẽ mang con chị về. Alo, tổ giao thông hả? Chúng tôi là cảnh sát, cho tôi mượn xe đi. Không sao đâu chị. Không sao, chị cứ bình tĩnh lại. Em đi, đội nói vô. Anh ơi, đợi em với. Trời ơi, em đi vô cứu con tôi giùm đi. Bình tĩnh đi chị. Anh tới rồi, chạy nhanh lên. Cô xem có ai đuổi phía sau không? Không có ai hết. Đây là tốt rồi. Thả con xuống đây. Thả con ra luôn nhẹ nhàng. Thả con ra. Được rồi, yên tâm đi, anh sẽ thả xuống. Thả con ra, chở con đi đâu vậy? Em đi. Không ai làm hại đâu mà sợ. Lát nữa sẽ thả. Cô đừng la con bé, nó sợ là đúng rồi. Tôi chỉ bắt nó để đảm bảo an toàn cho chúng ta chạy thoát thôi. Sẽ không làm hại nó đâu. Con cảnh sát khốn kiếp, dám bắn mình ra nông nổi như vậy. Được rồi, để khử xong bọn kia, tao sẽ tới tìm mày. Trời vậy? Hình như là em nghe có bắn nhau như phim xã hội đen đó chị. Mình xuống coi đi. Mà rõ ràng là bắn ở đâu vậy? Ở bên đường số 18 á, chỗ mà hôm trước xảy ra hai cái vụ bắn nhau á. Trời ơi, ghê quá vậy ta. Ừ. Em coi, em làm giùm chị một tí. Chị đi coi chút xíu nha. Bà đi nhanh nha, đi rồi lên làm á, để không đâu bị chửi á. Biết rồi. Ừ. Lên liền hà. Chúng ta trốn vào đường thủy, tôi biết được chỗ này.
vậy làm theo ý anh đi. Ôm chặt vô. Đưa đây. Không à. Em Ly. Không ra. Không ra. Rồi. Không ra. Bây giờ con ở lại đây nha. Cano hả? À, tôi cần thuê chiếc cano. 1 tiếng 300. Ờ, à, cũng được. Thuê bao nhiêu tiếng? Ờ, à, 3-4 tiếng gì đó. 3 tiếng 900. Rồi, cũng được. Rồi. Trả tiền đi em. Dạ. Cho xin 900 chị. Mà nhờ cô linh trí cho nên chúng ta mới thoát được đó. Giờ không phải là lúc để khen nhau đâu. Cô yên tâm đi, chúng ta chạy thoát rồi. Tôi sẽ tìm chỗ bí mật và bỏ chiếc cano lại, rồi chúng ta lên bờ chạy trốn tiếp. Tôi e là anh hơi lạc quan rồi đó. Chúng ta vẫn còn mấy cái đuôi kìa. Tệ thiệt. Đúng là lúc đó tôi nên quăng mấy chiếc chìa khóa còn lại mới hợp lý chứ. Cũng vậy thôi, đằng nào họ cũng biết cách khởi động chiếc cano đó mà. Ít ra cũng cắt được cái đuôi của bọn họ, mình cũng quan quá. Nhanh lên đi Thành Chính, họ đổ sắt nút rồi kìa. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nè, lát nữa khi áp sát chiếc cano của hắn, em cứ bắn vào tay của hắn nha. Dạ, em biết rồi. Và nhớ đừng bắn bị thương cô gái đó. Bắn tên bắn ma chỉ bắn bị thương thôi. Em nhớ chưa? Dạ rõ. Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi yêu cầu các anh chị dừng lại, tắp vô bờ.
em không sao, anh chạy nhanh lên. Anh dừng lại đi, đừng quấn cố nữa, nếu không thì trả giá đắt đó. Dừng lại đi, đừng quấn cố nữa. Thúy Hằng, đừng bắn nữa, anh ta bị thương rồi. Anh Vinh, anh có sao không anh Vinh? Tôi không sao đâu. Emily, 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 cô yên tâm đi, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện. Bé ba Bé ba Hằng, gọi cấp cứu nhanh lên, gọi cấp cứu nhanh lên. Dạ. Bé ba anh sẽ tìm mọi cách để cứu em.
Chạy nhanh quá, anh hai theo không kịp luôn. Anh ba đi tìm mấy người kia đi. Ừ, anh đi tìm tụi nó nha. Hồi nữa sẽ có đứa bị lại à. Lát nữa núp được chỗ nào á thì chỉ anh với nha. Dạ. Thì ra đó là em gái đã thất lạc lâu nay của anh ấy. Vậy mà mình đã không biết, nghi ngờ lung tung. Mình quen anh ấy lâu nay, vậy mà vẫn chưa hiểu được nhiều về con người của anh ấy. Nếu như Ellie có chuyện gì thì mình sẽ rất hối hận. Bác sĩ, sao rồi bác sĩ? À, anh chị cứ yên tâm, bệnh nhân mất rất nhiều máu, giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi. À. Ờ, dạ cảm ơn bác sĩ. Dạ, không có chi. Cậu Vinh. Cậu Vinh. Cậu tỉnh rồi đó hả? Chú Tám, tại sao con lại ở đây? Thì tôi đi kéo cá, thấy chiếc cano tấp vô trong bờ á, tôi mới lại. Thì thấy cậu bị thương máu me nhiều quá, tôi mới đưa cậu về đây nè. Ellie, Ellie đâu chú Tám? Ellie nào, tôi đâu có thấy. Anh Vinh chạy đi. Ellie đi chung với con bị công an bắt, bây giờ con phải ra ngoài coi tình hình như thế nào đó. Không được, không được, cậu nằm đây đi. Cậu bị thương mất máu nhiều lắm, nằm đây dưỡng cho nó khỏe đi. Để bà về bà báo tình hình sao rồi mình tính. Chú Tám nói ai? Chẳng lẽ là thím Tám? Thì bà xã nhà tôi, bà lên bờ, bà đi nghe ngóng tình hình coi làm sao. Đợi bà về bà báo cho mình rồi lúc đó mình hãy tính nữa. Nghe không? Thôi nằm nghỉ đi. Về rồi đó hả? Ừ. Nè, bà nghe ngóng sao rồi? Tôi thôi cái đã, mệt quá. Ủa, cậu Vinh còn mệt hả ông? Cậu ấy đã tỉnh rồi, nói chuyện với tôi một chút, mệt quá nằm ngủ nữa rồi. Nè, bà có nghe được tin tức gì của cô Ellie làm sao không? Có. Nghe nói là cô ấy chuyển vô bệnh viện rồi. Cô ấy đang được cấp cứu ở trong đó. Rồi nghe có biết được tình hình cô ấy có ổn không? Cũng không biết nữa, nghe nói vậy thôi à. Ông hả? Tôi còn nghe nói chuyện này nè. Bà nghe chuyện gì nữa? Hình như
Tôi nghe nói cậu Vinh chính là bóng ma nổi tiếng đó. Ai nói với bà những chuyện đó? Tôi nghe người ta đồng ầm ở ngoài kia kìa. Ai cũng nói cậu Vinh là bóng ma nổi tiếng ở đó. Vậy cũng tốt thôi. Bóng ma nổi tiếng là chỉ cướp của bọn nhà giàu rồi chia cho người nghèo. Vậy suy cho cùng cậu Vinh là bóng ma đó thì cậu cũng là người tốt chứ đâu phải kẻ xấu đâu. Biết rồi, nhưng mà tôi lo lắm. Bà lo gì? À, bà lo chúng ta dính vào chuyện này rồi bị liên lụy hả? Không, tôi lo gì chuyện đó chứ. Cậu Vinh nó giúp chúng ta rất nhiều. Bây giờ mà cậu ấy có như thế nào đi nữa thì tôi cũng phải cố gắng giúp đỡ cậu ấy chứ. Ừ, bà nói rất đúng. Nhưng mà bà lo là lo cái chuyện gì? Tôi lo á, nếu đúng cậu Vinh là bóng ma thì chắc chắn cậu ấy có rất nhiều kẻ thù. Chúng ta phải tìm cách để bảo vệ cậu ấy. Ừ, tôi đồng ý với bà đó. Cậu Vinh là ân nhân của chúng ta. Dù có gì thì tôi cũng phải bảo vệ cậu ấy tới cùng. Nè, mà bà phải nhớ nghe, phải giữ kín chứ đừng có tiết lộ cho ai biết là cậu Vinh đang ở trên ghe của mình. Ừ, nhớ đó. Tôi biết rồi mà, ông cứ nhắc hoài. Trời trời trời, cậu Vinh à, trời ơi, không được khỏe thì nằm ở trong đó nghỉ đi chứ cậu ra đây làm gì? Đúng đó, cậu ở trong đi đừng có ra đây. Để một lát tôi nấu cháo cá lóc cho cậu ăn cho đỡ mệt nghe. Dạ, cảm ơn chú thím Tám, nhưng mà con đã khỏe rồi ạ. Ôi, khỏe cái gì, nhìn cái mặt cậu mà khỏe cái gì, đi vô trong nằm nghỉ đi. Đi. Dạ, cảm ơn chú Tám, con khỏe thiệt mà. À, thím Tám, ừ? Thím có biết thông tin gì thêm ở bên ngoài không? Nghe thím. Ủa, nãy giờ cậu nghe tôi nói hết rồi hả? Dạ, con trằn trọc quá, không ngủ được. Cho nên... À, chắc tại tôi nói lớn quá nên cậu nghĩ không có được. Tôi chỉ nghe cổ trong bệnh viện thôi, chứ không có nghe thêm được gì hết á. À, trên đường về, tôi thấy có một cô gái. Hình như cổ đang tìm kiếm cái gì đó. Cổ có hỏi tôi có thấy ai bị thương cho giặc ở đây không? Tôi trả lời không rồi tôi về đây luôn á. À, thím Tám, dáng của cô ta ra sao? Cô ta tóc dài màu vàng, cao cao. À, hình như cô ta kìa. Cô ta kìa, cô ta tới rồi. Nhớ thay tôi qua nhà chú Bảy giữ đám giỗ nghe. Ừ, ông nhớ về sớm nghe ông. Ghe của bà hả? Ừ, ghe đó là của tôi. Ừ, ông đó là chồng tôi. Mà cô hỏi có chuyện gì không cô? Nè, tôi đi bà ơi. Tôi tính hỏi cái chuyện mà muộn mất rồi. Cô định hỏi tôi chuyện gì? Nếu là chịu buôn bán cá, chịu cô quay lại nghe. Chịu ông mới về. Tôi tính hỏi ông ấy, hồi sáng đi đánh bắt có gặp ai bị thương hay không? À, cái chuyện hồi nãy cô hỏi tôi đó hả? Tôi có hỏi ông rồi, nhưng mà ông nói không có. Không có hả? Ừ. Thôi giờ tôi có chút chuyện phải đi. Có chuyện gì không cô? Đi. Ừ. Tôi bất ngờ quá, không ngờ cô ta là em ruột của anh Lâm. Ừ, từ trước tới giờ tôi chỉ nghĩ ảnh là con của thủ trưởng. Thậm chí tôi không biết ảnh là con nuôi của thủ trưởng. Theo tôi biết, thủ trưởng không có con nên nhận anh Lâm làm con nuôi. Anh Lâm giỏi lắm, tôi nể ảnh. Từ trước tới giờ tôi chưa thấy ảnh khó chịu với ai cả. Ừ, tôi cũng thấy vậy.
Nhưng chuyện anh Lâm có một em gái làm sát thủ tôi cũng bất ngờ. Không biết sau này chuyện em gái của anh ta sẽ như thế nào nữa đây. Theo tôi nghĩ thì anh Lâm sẽ không để công việc riêng làm ảnh hưởng đến công việc chung đâu. À, anh tới kìa. Chào anh. Chào anh. Tình hình sao rồi? Dạ, ổn cả. Ở trong này thì có tụi em, còn ngoài kia thì có anh em khác rồi ạ. Tôi bận án cho nên không bảo vệ em gái của mình được. Nhờ hai anh bảo vệ em gái của tôi giùm. Dạ, anh Lâm cứ yên tâm. Anh lo công việc của anh đi. Tụi em sẽ bảo vệ em gái của anh. Với lại đây cũng là nhiệm vụ của tụi em mà. Ừ. Ellie cũng là một nhân chứng cần được bảo vệ. Công việc của các anh sẽ rất vất vả và nguy hiểm. Cố gắng nha. Dạ. Mưa bơi. Thôi con đừng có buồn nữa. Ba bà được người ta nhận nuôi sẽ có cuộc sống tốt hơn mà. Không phải là chính con hồi tối qua đã nói với cô như vậy sao? Dạ, nhưng con không muốn xa với ba. Con phải biết chấp nhận chứ. Bé ba ra đi là để có một cuộc sống tốt đẹp. Mà chính con đã đồng ý với cô về chuyện này rồi mà. Đúng không nè? Dạ. Vậy là tốt rồi. Con đừng khóc nữa nha. Sau này con sẽ được gặp lại bé ba thôi mà. Cô, con có được gặp lại bé ba không cô? Ừ. Chắc chắn, chắc chắn con sẽ gặp được lại em con thôi. Con hãy tin cô. Cô sẽ giữ lại địa chỉ của bé ba cho con ha. Con hứa là cô sẽ luôn ở bên bé ba, lo lắng cho bé ba. Nhưng mà thôi, em như vậy đã tốt rồi. Rồi đây, anh em con sẽ được đoàn tụ thôi. Dạ, nhưng không biết có ăn hiếp bé ba không vậy cô? Chắc chắn là không có ai ăn hiếp bé ba của con hết. Bé ba sẽ luôn có một cuộc sống tốt hơn ở đây con à. Ở bên này ai mà ăn hiếp bé ba, con không bên được. Ở bên đó sao quá cô ơi. Con yên tâm, đừng lo lắng nha. Rồi anh em con sẽ được gặp lại nhau thôi. Nha, chắc chắn là như vậy. Bé ba ơi. Đừng có lo, tôi đã đi xa rồi, cô ấy không có nhìn thấy đâu. Mina tìm đến đây chứng tỏ cô ta đã lần ra dấu vết của cháu rồi. Không biết Ellie có bị cô ta tìm ra và gây nguy hiểm không nữa. Cô ta là ai vậy? Công an hả? Cô ta là sát thủ chuyên nghiệp đó chú. Chú Tám à, con không định ở đây nữa, con sẽ gây nguy hiểm cho chú và thím đó. Cậu đừng có nói như vậy. Có sát thủ hay không sát thủ gì đối với tôi cũng không có thành vấn đề. Cậu cứ ở đây với tôi, không có sao đâu. Dạ, con biết chú Tám là người như thế nào mà. Nhưng không chỉ có mình cô ta đâu, còn nhiều kẻ khác nữa. Không sao đâu, dù có bao nhiêu người đi nữa tôi cũng chơi hết à. Trời ơi, cái thân tôi đã già rồi, tôi đã sống qua biết bao nhiêu chuyện khó khăn rồi. Cậu đừng có ngại, cứ ở đây đi. À, mà nếu như cậu ngại ở đây á, thì cứ vô ngôi nhà quan của tôi lúc trước mà ở. Con cảm ơn chú Tám, nhưng mà nơi đó đã bị công an phát hiện rồi. Ê. Chú Tám, chú Tám vô bờ giùm con đi. Ừ. Alo, em nghe đây ông chủ. Sao rồi?
Cô đã tìm được nó chưa? Dạ chưa. Con Ellie thì vẫn nằm trong bệnh viện. Còn thằng bóng ma, nó trốn mất rồi. Sao lại như vậy được chứ? Nó đã bị thương như vậy rồi, chạy đâu xa được chứ? Cô đã tìm kỹ chưa? Dạ, em đã tìm rất kỹ. Nhưng em nghĩ chắc chắn phải có người đã cứu nó, nó mới có thể biến mất như vậy được. Sao? Sao có thể như vậy được chứ? Chẳng lẽ nó là bóng ma thật sao? Trốn mất không dấu vết. Em nghĩ chắc chắn là có ai đã cứu nó. Giờ em sẽ quay lại truy tìm chỗ đụng độ với bọn cảnh sát, để xem có thấy dấu vết gì của hắn không. Không cần đâu. Tạm thời á, chuyện thằng bóng ma bỏ qua một bên đi. Cùng nghe đây, khử Ellie ngay lập tức cho tôi. Nó còn sống ngày nào á, tổ chức chúng ta sẽ gặp nguy hiểm ngày đó. Không khéo, nó sẽ báo cho công an đó. Vì vậy, cô phải khử nó ngay lập tức bằng mọi giá. Rõ chưa? Em hiểu thưa ông chủ. Ngay lập tức em sẽ tìm cách khử nó. Đúng, cô hành động ngay đi. Cô nên nhớ, nếu lần này thất bại thì cô phải lấy chính cái mạng của cô mà thay cho thằng bóng ma đó. Rõ chưa? Dạ rõ. Có mỗi chuyện đó làm hoài cũng không xong. Dạ, chào ông chủ. Chào ông chủ. Chào ông chủ. Xe chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi. Đi. Dạ. Dạ. Đồng chí hãy quan sát thật kỹ, bất kỳ chiếc ghe hay thuyền nào cũng đều phải kiểm tra. Rõ. Phía trước có một chiếc ghe. Đồng chí tắt vô bờ cho tôi. Bà chờ tôi có lâu không? Ông ơi, công an ở đâu lâu tới mình kìa ông? Chào hai bác. Dạ, chào cô. Chúng tôi là công an đi tuần. Xin hỏi bác có phát hiện người nào bị thương hay là xác chết nào trôi dạt vào bờ không? Dạ, mấy ngày nay tôi đi đánh bắt vòng vòng đây, tôi đâu có gặp ai đâu. Xin lỗi, hình như bác là vợ của bác ấy phải không? Dạ, đúng rồi. Có chuyện gì không cô? Bác cho con hỏi, bác có thấy ai bị thương hay là cái xác nào trôi vào bờ không? Tôi không có thấy cô ơi. Tôi cũng không nghe ai đồn vậy hết á. Mà ai bị chết vậy cô? Bà. Dạ, có một người mà chúng tôi đang tìm. Xin lỗi bác, chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Hai bác vui lòng cho chúng tôi kiểm tra ghe. Dạ. Các đồng chí qua bên đó kiểm tra giùm tôi. Dạ. Báo cáo đồng chí, không thấy gì trong ghe. Được rồi, chúng ta qua nơi khác tìm tiếp. Dạ. Dạ. Cảm ơn hai bác vì sự hợp tác. Xin lỗi vì đã làm phiền hai bác. Dạ, không có gì ạ. Dạ. Chào hai bác. Dạ, chào. Dạ.
Ông ơi, cậu Vinh đâu rồi ông? Đưa đi rồi. Ôi trời đất ơi, Hữu. Mẹ. Trời đất ơi, chưa có hết bệnh gì hết trơn mà sao đi lại chi vậy con? Dạ. Ngồi xuống đây. Con định đi tới đi lui cho thoải mái một chút. Nằm hoài ủ rũ quá. Trời đất ơi, bác sĩ nói đó, vết thương của con chưa có lành hẳn đâu, thành ra phải hạn chế đi lại, để nó tái phát đó, thì nguy hiểm lắm biết không? Con thấy con khỏe mà mẹ, tại bác sĩ lo xa thôi. Khỏe cái gì mà khỏe? Vết thương của em á, lẽ ra phải nằm ở phòng hậu phẫu 2 ngày, chứ không phải mới có 1 ngày mà ra đây nằm đâu. Trời, nằm trong phòng đó chán gần chết đi, ra đây em thấy vui hơn á. Trời ơi, nó đi nằm bệnh viện mà làm như nó đi du lịch chứ, ở đó mà còn vui với buồn nữa. Nè, mẹ lấy cháo cho ăn nha. Thôi, mẹ cứ để nó đi, con mới uống sữa, bây giờ mà ăn cháo gì nữa chắc nổ cái bụng con luôn á. Con đó, cái gì cũng làm theo ý của mình hết trơn, không có chuyện gì mẹ nói mà con chịu nghe lời mẹ thử coi. Nó được mẹ nuông chiều giống ba đó mẹ. Chắc là vậy đó. Cũng may á là ba không hư như nó. Vậy hả mẹ? Ba được mẹ nuông chiều mà không bị hư, vậy là thành công rồi đó. Con cũng vậy mà, con đâu có hư đâu, đúng không mẹ? Cũng may á là không hư á, mà còn ra cớ sự như vậy. Hư nữa tôi không biết làm sao đây. Thôi mà mẹ, chuyện qua rồi mẹ đừng có nhắc lại nữa. Con thấy Hữu nó cũng đã hối hận chuyện đã xảy ra rồi đó mẹ. Chị nói đúng không Hữu? Dạ đúng rồi. Mẹ, chị Hằng nói đúng đó. Con đã hối hận lắm rồi, con sẽ không làm gì sai nữa đâu. Nè, cái miệng thì nói hối hận đó, nhưng mà mẹ hỏi nè, hối hận thiệt không vậy? Sao mẹ nghi quá à? Thôi mà mẹ, Hữu nó là đứa ngoan ngoãn mà, nó biết nghe lời mẹ đó. Mẹ đừng có tra vấn nó nữa. Ơ cái này ngộ nha. Bữa nay á, mẹ thấy con cứ binh nó chầm chập à. Bình thường á, hả hai đứa gặp nhau một cái á, là cãi nhau liền à. Có chuyện gì phải không? Dạ đâu có gì đâu. Tại con thấy bây giờ em nó cần nghỉ ngơi. Bây giờ mẹ ra ngoài mua giùm con cái bánh ngọt nha. Nhân tiện để con nói chuyện với Hữu một chút. Cũng lâu rồi chị em con chưa nói chuyện với nhau mà. Cũng được. Để mẹ mua bánh cho hai đứa ăn. Hai chị em tâm sự nói chuyện vui vẻ nha. Nhất là không được cãi lộn đó. Dạ. Tôi vô mà bắt gặp đó, là tôi cắt khẩu phần cơm, tôi cho ăn cơm nguội đó. Yes madam. Nữa mẹ. Con biết rồi, mẹ yên tâm đi, tụi con không có muốn ăn cơm bụi đâu. Mẹ đi nha. Dạ. Dạ. Chị diễn hay lắm á. Bây giờ mẹ ra ngoài rồi, chị muốn hỏi gì hỏi đi. Nè, đó không phải là thái độ hợp tác đâu nha. Thay đổi đi, nếu không á, em sẽ còn ở đây dài dài đó. Chị không cần phải hù em như vậy, em không có sợ đâu. Chị không có giỡn nữa. Bây giờ em nói cho chị biết chỗ ẩn nấp của bóng ma đi. Em có biết. Đừng có nói xạo. Chị biết em vẫn lén lút nói chuyện với bóng ma. Chị xin lỗi với Thành Vinh, nhưng mà tốt nhất em nên hợp tác với bọn chị. Hãy nói cho chị biết nơi Thành Vinh có thể ẩn náu. Em đúng là cứng đầu. Chẳng lẽ em không tin chị sao? Không đâu chị, em tin chị mà. Anh làm gì cứu em mà đã bỏ lỡ cơ hội truy bắt sát thủ. Vậy tại sao em vẫn không chịu hợp tác với chị?
Em vẫn bao che cho Thành Vinh là sao? Không phải là bao che, nhưng mà thực sự mọi người chưa hiểu được anh ấy. Anh ấy không phải là người xấu. Chị biết điều đó, nhưng mà việc gì ra việc đó. Anh ta gây tội thì phải chịu tội. Còn việc anh ta hay giúp đỡ mọi người thì đó là những tình tiết có thể giảm nhẹ tội cho anh ta. Em cũng vậy nữa. Đồng phạm với anh ta trong những vụ cướp, nghĩa là phạm tội đó. Nếu em báo chỗ ở của anh ta thì chị sẽ tìm cách giảm nhẹ tội cho em. Em không cần. Em làm thì em chịu. Chị muốn biết tại sao em lại bảo vệ anh Vinh không? Được, em sẽ nói cho chị biết. Đây là đồng hồ mẹ em tặng cho em mà anh. Anh ơi, anh... Tao nói cho mày biết, nếu mà mày muốn lấy lại cái đồng hồ này thì mau mang tiền đến đây mà chuột. Nếu không tao sẽ bán nó. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Chạy. Yên tâm đi, anh sẽ giúp em để lấy lại chiếc đồng hồ từ tụi nó. Em cảm ơn anh. Mấy anh đưa đồng hồ đây, tôi đưa tiền. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn ăn đòn mà. Mày ngon lắm. Mày nhớ mày. Bây giờ chị đã biết tại sao em luôn bảo vệ anh ta rồi chứ. Tại sao lúc đó em không kêu chị? Chị có biết á, cảm giác nhờ một người con gái giúp mình nó nhục như thế nào không? Dù đó là chị của em, là một nữ sinh viên học viện cảnh sát. Chị xin lỗi, những chuyện đó em chưa bao giờ kể cho chị hay ba mẹ biết, cho nên... Nhưng mà không thể vì thế mà em che giấu anh ta. Anh ta đang bị truy lùng, em có biết không? Không chỉ có cảnh sát đang truy lùng, mà còn có sát thủ đang tìm cách hại anh ta. Không lẽ anh ta cứ chạy trốn hoài sao? Thà như vậy, thà là anh ta cứ trốn chạy, còn không bị bắt rồi bị tống vô tù. Em đúng là cứng đầu đó Hữu à. Sao mẹ mua bánh cho hai đứa nè? À, hai chị em nói chuyện vui vẻ không? Dạ vui lắm mẹ. Thôi con đi đây, mẹ ở lại chăm sóc nó nha. Vậy chứ mấy cái bánh mẹ mua rồi sao đây? Mẹ để lại cho Hữu nó ăn đi, bây giờ con có việc phải đi rồi. Con đi nha. Hữu, sao mà Thúy Hằng á, miệng thì nói vui, mặt cái mặt giống như là cái bánh bao chiều vậy? Hai chị em cãi lộn rồi phải không? Kiểu này chắc là mẹ phải phạt cho ăn cơm nguội rồi. Sao vậy? Có chuyện gì? Nói cho mẹ nghe coi. Chị em nó khắc tuổi với nhau sao đó, cứ gặp nhau là cãi nhau ổng tỏi. Cứ tưởng là hôm nay tụi nó nói chuyện với nhau vui vẻ, ai dè. Thank you.
Thưa mẹ, bữa giờ công việc của con bận rộn quá, con không về thăm mẹ thường xuyên được. Mẹ đừng giận con nghe. Mát không con? Mẹ ơi, khi nào em mới ra đời vậy mẹ? Em ba sẽ sớm ra đời thôi. Em ra đời sớm để chơi với anh hai boy chứ. Dạ. Mẹ ơi, sao mà mẹ thơm vậy mẹ? Cái này nước hoa đó con, nó dùng để xịt lên người cho người mình thơm. Mẹ dùng nước hoa này là để cho ba con thích, mà ba con thích mùi nước hoa này lắm. Con đã tìm thấy bé ba, nhưng hiện giờ bé ba vẫn đang hôn mê. Xin mẹ hãy phù hộ cho bé ba nhanh chóng tỉnh lại. Con đã bỏ rất nhiều công sức để tìm tung tích của em. Giờ gặp lại, con vui mừng khôn xiết. Bé ba đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, con muốn bù đắp lại cho em. Mẹ ơi, con đã mất em một lần rồi, con không muốn mất em lần thứ hai đâu mẹ. Xin mẹ hãy phù hộ cho bé ba nhanh chóng khỏe mạnh trở lại, để cho hai anh em con nhận nhau nghe mẹ. Xin mẹ hãy phù hộ cho hai anh em con. Bà ơi, chính tôi mới là người có lỗi. Nếu bà còn giận thì hãy trừng phạt tôi đi. Nhưng tôi xin bà hãy phù hộ cho hai đứa con của mình được bình yên. Lâm, bà biết bà đã gây ra rất nhiều tội lỗi trong quá khứ. Ngày hôm nay, đứng trước mộ phận của má con, bà cũng không dám mong được con tha thứ. Nhưng con hãy cố gắng kiếm bé ba về đây. Nó về đây để ba còn có cơ hội nói một câu xin lỗi trước mặt nó. Ba đi. Chắc là mẹ giận con lắm khi con có thái độ như vậy với ba. Nhưng mẹ ơi, chính vì ông ấy mà gia đình ta mới ra nông nổi này.
Con vẫn còn hận ông ấy lắm mẹ ơi. Má ơi đừng gạt con xa. Chim kêu vượt hú hờ, chiếc nhà má đâu. Nín đi nha con, nín nha. Anh, sao anh không mặc áo mưa ướt hết trơn à? Anh lao đi anh. Em dọn cơm anh ăn nha. Tôi không ăn. Tôi đã nói bao nhiêu lần, tôi không còn yêu cô nữa. Đừng níu kéo, chỉ vô ích thôi. Giả lại, tôi đã có người khác rồi. Tôi về đây chỉ để lấy đồ của mình thôi. Anh ơi anh, anh ơi, em xin anh mà, anh đừng có như vậy mà. Anh đừng có bỏ mẹ con em đi mà. Còn hai đứa con của mình nữa, anh nghĩ lại đi anh. Tôi không thể chịu đựng mãi cái cảnh sống nghèo nàn như vậy được nữa. Tôi không còn yêu cô nữa. Ly dị là tốt nhất. Em xin anh hãy vì con của chúng ta. Tụi nó lớn rồi, không thể không có ba được. Còn chưa nghèo, mình có thể làm giàu anh. Em xin anh mà. Buông ra. Anh ơi anh, em xin anh mà. Nhưng mà tôi không thích như vậy. Tôi muốn giàu liền, tôi muốn có tiền liền. Anh à, nhưng mà bé ba, bé vợ nó còn nhỏ lắm. Làm sao mà em có thể một mình chăm sóc với hai đứa nhỏ được. Em xin anh mà, anh hãy ở lại cùng em chăm sóc hai đứa nhỏ đi. Em xin anh mà, em xin anh mà. Tôi không muốn tiếp tục sống nghèo nàn như vậy nữa. Bao năm qua sống với tôi như vậy là quá đủ rồi. Cơ hội tới, bạn có thể nắm bắt, con hiểu không? Anh đã bỏ đi như vậy sao? Anh đã bỏ mẹ con em bây giờ như vậy sao anh? Mẹ con cô sẽ không bơi dơ đâu. Ít ra cô cũng còn có căn nhà này mà. Buông ra, hãy để tôi đi. Đã giờ khám bệnh. Bác sĩ Hữu. Anh Vinh hả? Hãy giúp anh một chuyện. Nãy giờ anh thấy có gì khả nghi không? Không, chắc bọn chúng chưa hành động. Ừ, có thể bọn chúng chưa dám hành động, nhưng chúng ta phải cảnh giác cao độ. Chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài, còn vòng trong sẽ có các anh em khác lo.
phải tập trung nha. Tôi biết rồi, cô ấy là em của anh Lâm mà. Thôi chúng ta tiếp tục công việc đi, có gì báo động liền nha. Cô ta vẫn nằm mê man, không biết bao giờ mới tỉnh lại được. Cô ta bị mất máu nhiều quá. Nghe bác sĩ nói cô ta sắp tỉnh lại rồi đó. À, anh Lâm tới kìa. Chào anh. Chào anh. Chất giả cho các anh quá. Các anh có đói không? Tôi có mua hai ổ bánh mì nè, ăn đi cho đỡ đói. Dạ, cảm ơn anh Lâm. Dạ, thiệt tình là tụi em cũng khoái món này lắm á. Ờ, thôi kiếm chỗ nghỉ đi, để tôi trực thai cho. Dạ, cảm ơn anh Lâm. Thôi thì em đi nha. Chào anh. Anh đã không giữ được lời hứa ở bên cạnh em để bảo vệ cho em. Bây giờ em đã về bên anh rồi, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa đâu. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn. Em khác quá. May mà em còn giữ sợi dây chuyền kỷ niệm này. Vậy đó thì anh sẽ an tâm hơn.